Chào tất cả các anh em ở trên diễn đàn Chim Cô Gái Hay nhé. Hôm nay mình cùng sẽ công bố cái kết quả và cùng phân tích với các bạn. Nếu có vấn đề gì các bạn có thể cho ý kiến, gọi điện thẳng cho mình theo số điện thoại là 033 5305 982 hoặc là Facebook là Chim Cô Gái Hay. Ở cái chương trình may mắn nhận Chim Cu dự đoán kết trận đấu Việt Nam Malaysia lượt về ấy, thì cái tin của mình ở đây mình đăng lúc này là lúc 10 giờ 19 phút của ngày 14 tháng 12, nghĩa là tối hôm trước bắt đầu mình đăng. Và ok đây, bạn này bạn cũng đang đang có một cái gửi tin nhắn cho mình, bạn Lê Văn Thu đấy. Thì bạn Lê Văn Thu thì mình đăng lúc này là lúc 10 giờ 19 phút. 10 giờ 19 phút. Thì bạn Lê Văn Thu ở đây bạn bình luận. Lúc này là lúc 10 giờ 41 phút. Và đấy là vừa áp dụng với những các bạn đoán tỷ số là 1-0. Đấy, thì ở đây mình đang duyệt. Đấy, nên là những bạn nào mà đoán đúng tỷ số là 1-0. Đến đây là đến đoạn này đến bạn Đình Đình Tịu này. Bạn Đình Tịu là đoán đầy đủ cú pháp nhất là 1 gạch ngang 0 Malaysia. Có nghĩa là có tỷ số ưu tiên bên Việt Nam bên trước và để lại số điện thoại. Nếu không để lại đầy đủ thì lại để lại 6 số cuối. Thì bạn Đình Tú là lúc sáng sớm hôm sau 5 giờ 20 phút bạn Đình Tịu. Đấy, tiếp đó là đến một số bạn như bạn là bạn Trần Trung này thì lúc 9 giờ cách đây, có nghĩa là lúc chiều nay thì đã muộn rồi. Bạn Trần Trung cũng thiếu cú pháp. Mình nói rõ là chương trình đoán đó. Bạn bằng em này thì được 16 giờ cách đây, có nghĩa là lúc đấy là lúc 5 giờ sáng. Đấy, bạn bằng em 16 giờ cách đây, có nghĩa là lúc 5 giờ sáng, 5 giờ 53 phút đó, 5 giờ 53 phút. Và bạn Hưng Nguyễn này lúc 12 giờ cách đây. Rồi rất nhiều bạn. Đó. Thì bạn Lê Văn Như này là bạn đang có cái chứng minh của bạn là bạn đi comment đầu tiên. Đó. Mình kiểm tra tin nhắn của bạn đây bao nhiêu xem nào. Chương trình may mắn lúc 22:19 phút. Nên mình như mình chịu 16 giờ. Bạn như là đoán rất là sớm. Tốt, bạn Lê Văn Như đoán rất là sớm. Bạn đoán
xuống. Thêm này. Chương trình may mắn nhận chim cu dự đoán trận đấu Việt Nam Malaysia được về chia sẻ với người dân trên Facebook chút kết nối như này. Ví dụ cú pháp 4-2 số điện thoại. Như vậy là rất nhiều nhiều cái cảm xúc. Hay thế nhở, Hùng Dũng, Quang Hải, ui dồi ôi, không còn gì để mà chê nữa rồi, ui dồi ôi, mẹ, quá đẳng cấp luôn. Ui dồi ôi, dồi ôi, thế này thì lúc sau mà nó đã được rồi. Đỉnh cao luôn, thực sự là đỉnh cao trong sự ăn ý và sự hợp lý. Quá xuất chúng khi mà dứt điểm quả đấy, không thể chê nổi. Chiếc quân đoàn này, cái nước đầu tiên là rất tài năng của bóng đá Việt Nam nhưng chưa phải thực sự có duyên.
Như vậy là chim cô gái sẽ đồng hành với các bạn trong tất cả những cái sự kiện, đúng không ạ?